Bồ câu có rất nhiều cách làm, nhưng cách làm của tôi có lẽ 10 người 9 người chắc không biết và cũng chưa từng thưởng thức qua. Hôm nay xin phép chia sẻ cách làm. Trước tiên chuẩn bị một cặp bồ câu, lựa cặp bồ câu non non mập mạp. Bồ câu đem làm và rửa thật sạch, một con chặt ra làm 5 phần, 4 phần kia mình để chế biến, còn phần đầu chừa mấy bà hầm canh hoặc để mấy bà đem nấu cháo. Tiếp theo ta ướp một thìa nhỏ muối, một thìa nhỏ hạt tiêu xay, thêm khoảng chừng 2 thìa nước tương, thêm vào một thìa dầu hào, một thìa nhỏ nước tương loại tạo màu. Cho thêm vào ít rễ của cây xả rừng, dùng bàn tay điêu luyện từng trải, trộn đều tất cả lên cho đều gia vị và ướp đều trong vòng 15 phút. Sau đó ta đem thịt bồ câu đi chiên vàng, chiên với lửa nhỏ nhỏ, chiên cho vàng đều cả hai mặt, độ chín tầm 9 trên 10 là được. Rồi mình cất ra để một bên, lấy thô đất phi thơm củ tỏi gừng hành, sau đó sắp lên lớp xả rừng cắt khúc, rồi sắp hết phần thịt đã chiên vàng vào, sắp nhẹ nhàng từng miếng cho đẹp mắt, đậy nắp lại đun tầm 5 phút với lửa nhỏ, đủ thời gian rồi rưới lên ít rượu hào hạt, rồi chỉnh lửa lớn cho cháy tan vị cồn, vừa khử được mùi tanh của thịt, lại tăng thêm hương thơm cho món ăn. Sau cùng ta cho thêm ít hành ngò, như vậy là ta đã nấu hoàn thành một món ăn thơm ngon từ thịt bồ câu. Bạn nào đã thèm chảy nước miếng thì lưu vi đeo lại rồi vào bếp làm đi nhé.